Thưa quý vị, COVID-19 ở Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát, thế nhưng những khó khăn của người dân thì vẫn còn. Bằng sự sâu sát ở địa bàn cơ sở, Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ đã vận động cán bộ chiến sĩ đơn vị ủng hộ để có nhiều phần quà giúp đỡ bà con. Việc làm đó khiến người dân ở khu vực thêm trân trọng tình cảm của lực lượng công an cơ sở. Cẩn thận tỉ mỉ, chuẩn bị từng gói quà, từng thùng mì tôm. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường Hòa Thọ Đông cảm thấy thật vui khi chia sẻ được với bà con những khó khăn trong mùa dịch bệnh COVID-19. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều tự nguyện để mỗi phần quà được tươm tất nhất, gửi tặng đến bà con nghèo, hộ khuyết tật, hộ yếu thế trên địa bàn. Dịch đồ nhà mong nghèo đồ rất đó, cái đi cho mấy người không có việc làm ăn đồ rất đó. Còn em cũng không có chỗ ngồi bón buôn chạ quanh chạ sờ đồ. Có nhờ cũng má anh phường mình cũng trồng đồ đa làm chỗ đó chứ cũng nhờ má anh. 100 xuất quà gồm dầu ăn, trứng, nước mắm và những nhu yếu phẩm thiết thực đều được công an phường, cảnh sát khu vực gửi đến tận tay bà con khó khăn. Để có những phần quà như thế, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường Hòa Thọ Đông đã tự nguyện đóng góp từ tiền lương mỗi tháng, cũng như vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ. Không chỉ dừng lại ở đấy, hơn chục đối tượng trong diện quản lý hình sự ở địa phương, người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, cũng được công an phường đặc biệt quan tâm, dành cho những phần quà thiết thực. Nhiều người dân thực sự xúc động với tình cảm mà các anh mang đến. Trước đây là em cũng có sự giúp đỡ của công an phường. Và bây giờ mùa dịch này công an phường giúp đỡ nhà em thực sự rất cảm ơn. Và em sẽ cố gắng là đi làm, nuôi mẹ, nuôi em, sẽ không ăn chơi quậy phá nữa. Nhiều gia đình khó khăn khác đang được công an phường Hòa Thọ Đông lên kế hoạch giúp đỡ. Mặc dù giá trị của những phần quà không lớn, nhưng nó chứa đựng cả tấm lòng của người chiến sĩ công an phường dành trao cho bà con nơi cơ sở. Được chia sẻ với bà con, được bà con tin tưởng, ủng hộ. Đấy là món quà lớn nhất mà mỗi công an phường mong muốn nhận được trong thời gian tới, để cả thành phố cùng nắm tay nhau vượt qua đại dịch an toàn.